Chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a bằng triệt đối của x bình phương trừ x cộng 1 cộng cho triệt đối của x bình phương trừ x trừ 2. Trước tiên chúng ta cần nhớ cho thầy các công thức, đó là triệt đối của a thì bằng triệt đối trừ a. Ví dụ mình có nè. Triệt đối của x trừ 1 thì bằng triệt đối của trừ mở ngoặc ra x trừ cho 1 chính là bằng nhân nhân vào được là trừ x cộng 1 chưa, thì bằng triệt đối của 1 trừ x đó. Và thứ hai, bất đẳng thức là triệt đối a cộng triệt đối b lớn bằng triệt đối của a cộng b. Dấu bàn xảy ra khi và chỉ khi là a b cùng dấu, có nghĩa là a nhân b lớn bằng 0. Rồi vậy thì ta có nè, a sẽ bằng triệt đối x bình phương trừ x cộng 1 cộng cho b cộng cho triệt đối của x bình phương trừ x trừ cho 2 thì bằng. Bây giờ thầy sẽ thêm dấu trừ vào dưới đây để cho tí nữa áp dụng bất đẳng thức thì nó mất mất x bình mất x luôn. Vậy thì sẽ bằng triệt đối x bình phương này trừ x nè cộng 1 nè rồi cộng cho chỗ này thêm trừ vào thì được là 2 cộng x trừ x bình. Đây công thức, đây công thức triệt đối của a bằng triệt đối trừ a này. Vậy thì triệt đối của x bình phương trừ x trừ 2 thì bằng triệt đối của trừ ra ngoài, ở trong là còn x bình phương trừ x trừ 2 này đó, trừ thành trừ x bình chưa, cộng x chưa, cộng 2 chưa, đó chính là 2 cộng x trừ x bình. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức vào. Vậy thì lớn bằng triệt đối của x bình phương trừ x cộng 1 cộng cho 2 cộng x trừ x bình phương. X bình phương trừ x bình phương bằng 0, trừ x cộng x bằng 0. Vậy 1 cộng 2 bằng 3, bằng triệt đối của 3 chính là bằng 3. Và tới đây dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a nhân b lớn bằng 0. A đây chính là x bình phương trừ x cộng 1, còn b là 2 cộng x trừ x bình phương. Hai cái này nhân nhau lớn hơn bằng 0. Vậy tương đương, ở đây chúng ta cần chú ý với thầy này, x bình phương á trừ cho x trừ cộng cho 1 thì bằng, chúng ta đưa về hàng đẳng thức bình phương một hiệu, bởi bên này có dấu trừ nè, trừ x nè, vậy là bằng x bình phương trừ cho 2 lần ab là 2 nhân x nhân 1/2. A là x, b là 1/2, vậy b bình sẽ là 1/2 bình phương. Chỗ này là bằng nhau chưa, quỳ dấu chưa, quỳ chưa, chỗ này cũng là quỳ nhau chưa. Rồi hôm nay tự nhiên mình cộng vô 1/4 đúng không, thì phải trừ, mượn phải trả ra nha, mượn phải trả, mượn không trả là không cho mượn luôn. Vậy là cộng 1/4 phải trừ 1/4 thôi, của mình có 1, ghi xuống lại đây cộng cho 1. Cái đoạn này chính là bằng gì, hàng đẳng thức đúng không, bình phương một hiệu, a bình trừ 2 lần ab cộng b bình, a là x, b là 1/2, vậy là x trừ cho 1/2 tất cả bình phương, trừ 1/4 cộng 1 thì quy đồng đây là trừ 1 cộng 4 là bằng 3/4. Bình phương là số không âm rồi mà cộng 3/4 chắc chắn nó lớn bằng 3/4, mà lớn, xin lỗi, lớn bằng 3/4 lớn không nha, lớn không rồi, rồi lớn không nha. Cái này sẽ tương đương còn gì đây, còn lại là 2 cộng x trừ x bình lớn bằng 0. Có thể chúng ta giải thích này, vì
vì là x bình phương trừ x cộng 1 bằng x trừ 1 phần 2 tất cả bình phương và cộng cho 3 phần 4 thì luôn lớn hơn 0 với mỗi x. Vậy thì tương đương chỗ này giải tiếp tục nè, nó phải giải nha, giải ra thì đây mình thấy là cái đây có 2, chỗ này có trừ x bình nè, thầy tách ra thành là 1 cộng cho 1 cộng cho x trừ x bình lớn bằng 0. Sau đó thầy sẽ nhóm trừ x bình với 1, được không? Thầy nhóm là 1 với trừ x bình đi, đó một nhóm này. Rồi nhóm thứ hai là sẽ nhóm gì đây? Nhóm 1 với x, 1 với x là nhóm thứ hai lớn bằng 0. 1 chính là 1 bình. Vậy 1 bình trừ cho x bình và a bình trừ b bình thì a bằng a trừ b nhân a cộng b. A bình trừ b bình bằng a trừ b nhân a cộng b. Vậy là bằng 1 trừ x nè nhân cho 1 cộng x cộng này cho 1 cộng x lớn bằng 0. Tương đương chung gạch đích là 1 cộng x. Chung gạch đích là 1 cộng x nè. Còn khoanh tròn ở đây là 1 trừ x ngang mặt vuông nha. Và cái này chính là nhân với 1. 1 cộng x nhân 1 chính là bằng 1 cộng x. Và đây chính là cộng cho 1 nè. Thì lớn bằng 0. Và cái này sẽ tương đương với 1 cộng x. Bên trong này là bỏ ngoặc ra thì được là còn 2 trừ x nhân với 2 trừ x lớn hơn bằng 0. Tới đây thì chúng ta giải chia hai trường hợp ra nhưng mà nó rất là lâu. Thì bài cái mẹo này là chúng ta ghi x nằm giữa cho 1 cộng x bằng 0 thì x bằng trừ 1, 2 trừ x bằng 0 thì x bằng 2, chỗ này là bằng nghiệm bằng trừ 1 nè, nghiệm bằng 2 nè, thì 1 nhỏ hơn trừ 1 nhỏ hơn 2 và trừ 1 đứng trước, 2 đứng sau, và x lớn bằng trừ 1 nhỏ hơn bằng 2. Hoặc thì chúng ta có thể giải như sau, chúng ta chia hai trường hợp ra là gì? Nó sẽ tương đương với hai trường hợp do hai cái này cùng dấu thì AB sẽ cùng dấu. Hai cái này nhân lại lớn bằng 0 thì AB cùng dấu, nghĩa là 1 cộng x lớn bằng 0. Rồi 2 trừ x lớn bằng 0. Còn như này là 1 cộng x bán bằng 0 và 2 trừ x bán bằng 0. Thì chúng ta giải ra nó cũng như cũng vậy ha. Rồi. Kết luận. Vậy giá trị nhỏ nhất của A, A lớn bằng mấy? A lớn bằng 3 thì giá trị nhỏ nhất sẽ là 3. Khi nào? Khi x lớn bằng trừ 1 bé hơn bằng 2. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.